Xin chào thầy và các bạn. Đến với buổi trình bày hôm nay, em xin trả lời hai câu hỏi. Đầu tiên, canxi trion D2 ở thận được tính là nội tiết hay ngoại tiết? Tiếp theo là thuyết loãng xương không có thật ở xứ nhiều nắng, gió ở bệnh nhân không có bệnh nền. Đầu tiên, canxi trion D2 là hormone được tạo thành từ vitamin D, được tiết ra ở thận. Canxi trion sau khi được tiết ra sẽ ngấm thẳng vào máu và đi thực hiện chức năng làm tăng hấp thu canxi ở ruột. Vì vậy, tiết canxi trion D2 ở thận được tính là nội tiết. Việc điều hòa canxi trong máu, ngoài canxi trion còn có sự tham gia của hormone tuyến cận giáp, huy động canxi từ xương và tăng hấp thu canxi từ ruột non, giảm thải calcium và tăng thải phốt phát qua niệu, và còn có calcitonin, hormone này tiết ra bởi tuyến giáp, có vai trò làm giảm nồng độ canxi trong máu, đối nghịch với vai trò của BTH. Tiếp theo đây, em xin trình bày về vấn đề loãng xương và thiết loãng xương. Loãng xương là hệ quả của tình trạng sức bền của xương giảm. Sức bền của xương do hai yếu tố lượng và chất. Trong đó, thiếu canxi là nguyên nhân hàng đầu trực tiếp dẫn đến gây loãng xương. Vậy, đối với xứ nhiều nắng, gió và bệnh nhân không có bệnh nền thì loãng xương có thật không? Cơ thể chúng ta linh hoạt để không thiếu canxi trên 5 nguồn: ánh sáng, ruột, thận, thức ăn, tuyến cận giáp. Nguồn quan trọng nhất là tia nắng mặt trời, ruột có thể hấp thu tất cả canxi đưa vào. Vì vậy, dựa vào hoạt động dồi dào của hormone BTH cộng thêm tia nắng rất dồi dào ở xứ nhiều nắng thì tiết loãng xương ở những nơi có đầy đủ ánh nắng mặt trời cần được xem xét lại. Ở những người có đầy đủ hormone BTH và calcitonin, những người không bị rối loạn hấp thu canxi, thận luôn tiết ra canxi trion D2. Do đó, một người không có bệnh lý suy thận thì không có lý do gì để thiếu canxi bởi vì còn nhiều nguồn tiết ra trong cơ thể. Nên nếu chỉ xét đủ ánh sáng, tia UVB và bệnh nhân không có bệnh nền, suy thận, suy tuyến cận giáp, gây rối loạn chuyển hóa canxi mà không thể bù bằng các nguồn còn lại thì thiết loãng xương không có là hợp lý. Dạ, phần trình bày của nhóm em đến đây là hết. Cảm ơn thầy và bạn đã lắng nghe.